Chào tất cả các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải chi tiết của bài 83 sách giáo khoa trang 99. Đề bài yêu cầu là cho hình vẽ 62 tạo bởi các cung tròn với HI có độ dài cho trước là 10 cm, HO và BI bằng nhau bằng 2 cm. Nêu cách vẽ. Thế thì ở đây quan sát hình vẽ chúng ta cũng có thể thấy ngay là cái hình 62 này được tạo bởi các cái cung tròn. Đấy, gồm các cung tròn như sau này. Cung tròn thứ nhất là cung tròn có đường kính HI, là cung tròn lớn này. Đấy, cung tròn thứ hai là cung tròn có đường kính HO. Cung tròn thứ ba là cung tròn có đường kính BI. Và cung tròn cuối cùng là cung tròn có đường kính OB. Đấy, xong chúng ta lấy phần hợp, phần giao để có thể ra được hình 62. Đấy là hướng làm của IA. Đấy, đối với IB, tính diện tích của hình HOABIN là miền gạch dọc. Thế thì để tính diện tích của cái miền gạch dọc này, chúng ta sẽ đi tính diện tích của các cái cung tròn như cô vừa nêu ở IA. Sau đó chúng ta sẽ cộng trừ diện tích của các cái cung tròn đấy để ra diện tích của miền gạch dọc. Còn với IC, chứng tỏ rằng hình tròn đường kính NA đây có cùng diện tích với hình HOABINH đó. Thế thì để chứng minh hai hình này có diện tích bằng nhau mà mình đã biết được diện tích của hình HOABIN BINH dựa vào IB rồi. Thế thì chúng ta chỉ cần đi tính diện tích của đường tròn đường kính NA thôi. Đấy. Sau khi mà tính diện tích được của cái hình tròn này thì chúng ta sẽ so sánh và sẽ thấy được kết quả là bằng nhau. Đây là hướng làm của ba ý. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào lời giải chi tiết. Gia nhỏ thì như cô vừa hướng dẫn là chúng ta sẽ vẽ cái hình 62 dựa trên cách vẽ các cái đường nửa đường tròn. Đấy, thế thì nửa đường tròn đầu tiên mà chúng ta vẽ chính là nửa đường tròn đường kính HI đúng không ạ? Thế thì trước tiên chúng ta phải dựng đoạn HI trước. Đấy, bước 1 là vẽ đoạn HI bằng 10 cm. Đấy, cái này thì chúng ta dùng thước thẳng, vẽ HI bằng 10 cm. Đấy. Trên HI chúng ta sẽ lấy điểm O và điểm B, giao cho HO bằng với BI bằng 2 cm theo đề bài cho. HO bằng BI và bằng 2 cm. Đấy, thế là vừa rồi chúng ta đã tạo ra được các cái đoạn thẳng, chính là các cái đường kính mà chúng ta sắp tới sẽ vẽ các cái đường tròn, nửa đường tròn dựa trên các cái đường kính này. Bước tiếp theo. Đấy, bây giờ có các đoạn thẳng, có các đường kính rồi thì chúng ta sẽ vẽ các nửa đường tròn. Vẽ nửa đường tròn đường kính HI. Vẽ nửa đường tròn đường kính HO và vẽ nửa đường tròn đường kính BI. Tất cả các cái nửa đường tròn này đều nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng HI. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là HI. Vẽ nửa đường tròn đường kính HI. Đây, nửa đường tròn đường kính HO. Và cuối cùng là nửa đường tròn đường kính BI. Đấy là chúng ta đã vẽ được các nửa đường tròn. Tiếp theo là vẽ đến nửa đường tròn ở phần dưới này. Thì là trên nửa mặt phẳng còn lại có bờ là đường thẳng HI. Thì chúng ta vẽ nửa đường tròn đường kính OB. Trên nửa mặt phẳng
còn lại vẽ nửa đường tròn. Đường kính OB đấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ đi hai cái phần nửa đường tròn đường kính HO và nửa đường tròn đường kính BI. Chúng ta chỉ gạch chéo những cái phần còn lại là các bạn đã được cái hình 62 theo yêu cầu của đề bài. Đấy, thế thôi, đấy là ý A. Ý B. Ý B, đề bài yêu cầu tính diện tích của hình HOABINH. Thế thì theo như hướng dẫn vừa rồi của cô là chúng ta sẽ tính diện tích của các cái nửa đường tròn mà chúng ta đã dựng ở ý A. Sau đó chúng ta trừ đi phần nửa diện tích của nửa đường tròn đường kính HO và diện tích của nửa đường tròn đường kính BI, rồi cộng thêm với phần diện tích của nửa đường tròn đường kính OB là chúng ta sẽ được cái phần diện tích gạch miền gạch sọc này. Thì chúng ta nhớ lại cái công thức tính diện tích của đường tròn là bằng pi r bình, trong đó r là bán kính. Thì ở đây cô sẽ tính diện tích của đường tròn đường kính HI trước. Diện tích của nửa đường tròn đường kính HI, cô đặt cái này là S1. Đấy. Diện tích của đường tròn thì là pi r bình, vậy diện tích của nửa đường tròn sẽ là pi r bình trên 2. Đấy. Pi r bình, r ở đây chính là một nửa của HI đúng không? Ở đây cô sẽ đặt tâm trung điểm của HI là điểm D. Đây, cô sẽ viết bút đỏ để các bạn nhìn dễ hơn. Đấy. Thế thì nửa được bán kính của nó chính là HD. Nhà HD bình chia 2. Đấy, và chúng ta thay số này, pi này. HD thì chính là bằng HI chia 2 mà HI bằng 10. Vậy thì HD bằng 5 đúng không? 5 bình trên 2 và bằng 25 pi trên 2. Đơn vị là cm vuông. Đấy là diện tích của nửa đường tròn đường kính HI. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính phần diện tích của nửa đường tròn đường kính HO và nửa đường tròn đường kính BI. Thì hai cái nửa đường tròn này có đường kính bằng nhau nên là phần diện tích của chúng sẽ bằng nhau. Diện tích của nửa đường tròn đường kính HO và BI này cũng sẽ đặt là S2. Đấy. Hai cái này đều có diện tích bằng nhau và đều đặt là S2. S2 sẽ bằng pi r bình, r ở đây là một nửa của đường kính mà HO bằng 2 nên là bán kính của nó sẽ bằng 1 đúng không ạ? Đây cô viết luôn là bằng 1 bình trên 2 và bằng 1 phần 2 pi, đơn vị là cm vuông. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích của nửa đường tròn còn lại là diện tích của nửa đường tròn đường kính OB, cô đặt là S3. S3 sẽ bằng pi này, đường kính là OB. OB ở đây thì sẽ bằng là HI trừ đi HO và BI, như vậy là 10 này. 10 trừ đi 2 phần ở đây là 2 thì là còn 6. 6 chia cho 2 thì là được 3, vậy là bán kính của mỗi đoạn này sẽ bằng 3 đúng không ạ? Bằng 3 bình trên 2 và bằng 9 phần 2 pi. Đơn vị là cm vuông. Đấy, thì ở đây cô sẽ mở ngoặc cái phần tính OB cho các bạn là OB này thì bằng HI trừ đi HO và trừ đi BI là bằng 10 này, trừ 2 trừ 2 là bằng 6 cm, từ đó chúng ta mới có bán kính là bằng 3. Rồi bây giờ sau khi tính được các cái diện tích của các nửa đường tròn thì chúng ta sẽ đi đến diện tích của hình
H-O-A-B-I-N. H. Đây, diện tích của cái phần miền gạch chéo. Đấy, chính là bằng này. Diện tích S1 là nửa đường tròn đường kính HI cộng với diện tích của S3 và trừ đi S2 và trừ đi S2 là bằng S1 này cộng với S3 này trừ S2 trừ S2 và bằng, ta thay số này, S1 thì bằng 25 pi trên 2 cộng với cả S3 là 9 phần 2 pi trừ đi S2 là trừ 1 phần 2 pi và trừ 1 phần 2 pi. Vậy thì kết quả sẽ bằng là đây, 25 chia 2 là 12,5. 12,5 cộng 4,5 rồi trừ đi 1, vậy là bằng 16 pi, đơn vị là cm vuông. Thế là chúng ta tính được xong phần diện tích của phần của miền gạch chéo. Với IC, IC là chứng tỏ rằng hình tròn đường kính NA có cùng diện tích với hình HOABINH đó. Thế thì vừa rồi chúng ta đã có cái hướng làm là chúng ta sẽ đi tính diện tích của hình tròn đường kính NA. Mà muốn tính được diện tích của đường tròn đường kính NA thì các bạn sẽ phải đi tính đường kính NA, rồi từ đó sẽ tính được bán kính của đường tròn này. Thì ở đây các bạn quan sát này, điểm N thuộc đường tròn đường kính HI. Đấy, nên là DN sẽ bằng bán kính của đường tròn đường kính HI. Nghĩa là DN sẽ bằng 5. Đấy, độ lớn của DN sẽ bằng 5. Đấy, A thì thuộc đường tròn đường kính OB, nên DA sẽ có bán kính, sẽ là bán kính của đường tròn đường kính OB. Và khi đó DA sẽ bằng 3. Đấy, từ đó các bạn sẽ tính được độ dài của NA. NA là đường kính của đường tròn đường kính NA, nên bán kính của đường tròn đường kính NA sẽ là NA trên 2, rồi từ đó sẽ tính được diện tích của đường tròn đường kính NA. Trước tiên chúng ta sẽ đi lập luận để tính DN và DA. Đầu tiên là N thuộc đường tròn tâm D, đường kính HI. N thuộc đường tròn tâm D này. Đường tròn đường kính HI. Đấy, suy ra DN sẽ bằng 5 cm. A thì thuộc đường tròn đường kính OB, nên suy ra là DA sẽ bằng 3 cm. Vậy suy ra NA sẽ bằng DN này cộng với DA và bằng 5 cộng 3 bằng 8 cm. Vậy chúng ta đã tính được DA rồi. Vậy suy ra này, diện tích của đường tròn của hình tròn đường kính NA là, đấy, cô sẽ đặt cái này là F phẩy sẽ bằng pi nhân với R. R đây đường kính là 8, vậy bán kính sẽ là 4 trên 2 và bằng 16, đúng không ạ? À đây chúng ta sẽ không chia 2 bởi vì là diện tích là pi r bình, sẽ là 4 pi 4 bình là bằng 16 pi, đơn vị là cm vuông. Đấy, đúng không ạ? Công thức tính diện tích của hình tròn là pi r bình, trong đó r là bằng một nửa đường kính là bằng 4. Đấy, còn chia 2 là vừa nãy là chúng ta tính nửa đường tròn. Còn bây giờ chúng ta là tính cả một hình tròn đấy. Vậy thì từ 1 và 2
suy ra S sẽ bằng với S phẩy, và đây chính là điều phải chứng minh. Kết thúc yêu cầu của bài toán ạ.